Nhóm phụ nữ miền Tây xin chào tất cả cô chú, anh chị và các bạn nha. Hôm nay thì được sự hỗ trợ của Mạnh Thường Quân, đó là hai bác Mỹ Thu gửi đến cây giếng nước cho nhà của bà Ba Của. Thì giếng nước hôm nay đã làm hoàn thành rồi đó các bạn. Nhờ mời các bạn cùng vô thăm bà nha. Chào bà Ba nha. Cảm ơn. Bà qua đây với tụi con nha. Cái chỗ khoan là chỗ này đó hả bà Ba? Chỗ này. Dạ. Sao nhà của bà Ba bên đây mà mình lại khoan bên đây vậy bà Ba? Tại bên này nó có điện, mình ké. À nên là mình để nhờ chỗ của nhờ. Này là con của bà hả? Con thứ 9. À người con của bà nên là bà xài ké kéo điện á hả? Nên là bà để ở đây. Thợ khoan ở chỗ này có khó khăn gì đường đi xuống không bà Ba? Không. Dễ. Cũng dễ hả bà? Dạ. Còn mình để cái mục tua ở đây bà Ba có sợ dột không hay là xét gì không? Nữa cái gì đẩy chứ sao vậy? À nữa bà Ba cắt miếng thiết nhỏ đó rồi mình đẩy lại ha. Vậy để cho nó dễ. Rồi mình chèn ống dài dài lên trên là mình bơm nước trên sàn nước mình sử dụng. Bà Ba dắt tụi con lên mình bơm nước thử được không bà Ba? Được. Vậy mình lên nha. Khỏe, nước sạch đẹp lắm. Nước sạch đẹp lắm hả bà? Hồi đó giờ chưa từng xài. Bà Ba chưa từng xài, bà đi từ từ thôi nha bà, trơn lắm ạ. Có đâu ở đây tôi đi hoài tôi biết, đi mắc dịnh hết vậy. Là ống nào vậy hả bà Ba? Ống này. À ống này hả? Ừ. Vậy là mình bơm luôn đi hả bà? Rồi có ai cắm điện cho bà không? Có. Con cho cắm điện cho bà. Cắm cho bà nha bé. Rồi. Đây đây cái thao của bà đây. Rồi. Này, nước. Châm tốt quá. Rồi chén cái đi ha. Đó. Ôi. Chỗ của bà Ba trông ghê luôn hả bà Ba? Trông lắm mà không biết mấy người kia tôi không có đi đặng không biết nha. Con thấy chỗ nào cũng trông y chang vậy luôn á bà Ba. Chắc vậy quá. Nước chắc vậy quá. Vậy dạ. Rồi nó có bị mùi vị nó làm sao bà thấy nó làm sao bà Ba? Thấy không có gì hết, cũng khỏe, không có gì hết. À vậy là bình thường. Tắt đi em ơi. Dạ. Nước trong vắt trong ghê luôn ha. Tại đây có cặn của bà Ba nên nó bị ấy. Nhưng mà nước rất là trong luôn. Tại cái thao. Dạ. Để bơm vô đó rồi này kia coi thử đó. Dạ. Rồi, vậy mình vô nhà nha bà Ba. Dạ. Mình vô nhà xíu nha bà. Mình ơi bà Ba mà giờ có cây nước thì khỏe ha bà, không có phải sách nữa ha. Đúng rồi đó. Mình ngồi ở đây đi ha bà Ba. Rồi đâu, bà đâu cũng được. Rồi bà Ba chuyền vô trong kia bà Ba xài hay sao? Đó đó, cái mình kéo lại cái đường đó vô đó. Trời ơi, có một nồi một thao đó xài tới 2-3 bữa đó. Dạ. Nó cũng khỏe trong mình, khỏi có gì cực khổ hết. Rồi giặt đồ rửa chén thì sao bà Ba? Bà Ba rửa chén làm ở đó luôn. Giặt đồ ở trong bếp, ở trong buồng. Tại có trong đó có nhà tắm chấm á. Dạ, rồi giặt đồ ở trong buồng rồi mình kéo nước vô luôn hay sao? Bà Ba. Kéo nước vô luôn. Kéo bóng dây vô tới trong kia. Vậy là tiện quá hả bà? Dạ, khỏe ghê. Bà Ba có vui không bà Ba? Vui mừng lắm nó thiệt, hồi đó giờ chưa từng. Rồi bây giờ gặp chị mừng lắm nó nào ngay đi. Dạ. Mình nằm trong cảnh khổ. Đâu có khi nào mình làm được, bây giờ được nhà nước cho gì mình mang ơn dữ lắm. Bà Ba ơi, cái này là của Mạnh Thường Quân bên tụi con hỗ trợ cho bà Ba chứ không phải chủ nhà nước nha bà Ba. Nhà nước là nhà nước là hỗ trợ cho bà Ba tiền tháng đó, tiền lương tháng đó, tiền hưu của bà đó, tiền tuổi già đó bà. Chưa. Vậy là chưa luôn hả? Mới có 7 mấy tuổi hả. Nhưng mà sắp tới là sẽ được cái đó nha. Còn tới cái này 3-4 năm nữa đặng. Cái này là Mạnh Thường Quân bên tụi con nha bà. Vậy cảm ơn ha. Dạ. Không có gì đâu bà ơi. Bà Ba thấy cái nước giếng này nè với nước sông nó có khác nhau không bà Ba? Khác đó. Cái đó đó trong vắt, còn cái kia bơm lên hậu gịch hà. Bơm 2 bữa xài mới được. Dạ. Thành ra nè tôi uống nước này không đó. Dạ. Nó bơm bằng nước đó, cái gì nước đó có mình ơi nè, xài thùng cả tháng. Bà xài không ra được mấy bữa rồi bà Ba? Bữa đó là buổi chiều lại là bơm vô luôn. 2-3 bữa sau lại bơm vô đằng này tới giờ á. Dạ. Bà có uống thử hay là mình có nấu uống luôn chưa bà? Không luôn, chưa uống đó. Chưa uống hả? Mình xài đồ có chứ chưa. Dạ. Bà nấu cơm thử chưa? Chưa luôn nữa. Chưa hả bà? Vậy hôm nay bà Ba thử nấu cơm coi. Để bữa nay nấu rồi ha. Coi chừng nó ngon hơn nữa bà.
mặn mặn cái bắt đầu vậy thì ngon rồi chứ gì. À, nay con gửi cái tấm bảng này đến cho bà ba nè, là hai bác Mỹ Thu tặng cái giếng khoan số 1 cho bà. Thì Mạnh Thường Quân hỗ trợ bà cái giếng này nè dưới mua tưa luôn đó, là hai bác Mỹ Thu. Thì số tiền chỉ giá là 4.500.000 đồng đó bà ba. Thì bà ba có muốn nói gì với hai bác không? À vậy cảm ơn. Chứ giờ không biết nói gì, giờ mình ở đây nói gì cũng không mấy được, thì cảm ơn đi. Vậy cho nó gọn, thấy không? À, con cái bà ba có vui mừng giống như bà không? Thì ở đây có thằng này gần đây thôi, còn mấy người kia là anh bố hết rồi. Có thằng này gần đây nó lo thôi. Các thứ gì ở đây nó lo hết. Giờ sống một mình nhưng mà giờ cũng đỡ cái là có nước rồi ha bà. Mình không có phải đi xuống sông nữa, để thì bà lớn rồi. Tuổi rồi. Tôi 2-3 năm nay rồi, không có đi đâu xa được hết trơn. Từ mẹ đó lại đây đậu không có nổi, chứ không phải gì chứ. Nhưng mà bây giờ là cũng may mắn rồi. Khi mà bà đã có giếng nước sạch sử dụng rồi, hy vọng sau này bà ba sẽ nấu để mà mình uống luôn nha, để mình đỡ cái chi phí nha bà. Cảm ơn ha. Rồi tụi con chúc bà nhiều sức khỏe nha bà. Cảm ơn Chào bà nha. Chào bà nha bà ba. Hộ gia đình thứ hai mà được sự hỗ trợ của Mạnh Thường Quân đó là hai bác Mỹ Thu đó các bạn, là gia đình của cô chú bác. Bây giờ mà các bạn cùng vô thăm cô chú nha. Chào cô chú. Cô chú đi làm mới về sao mình cô còn dơ hơn nữa cô. Mới làm về. À cô mới làm về. Dạ. Cảm ơn mấy cô với chú hết trơn ha. Hôm nay con với chị An đến trước là muốn thăm cô chú đó. Sau thì cũng biết là cái giếng nước sạch nhà cô chú làm xong rồi đó cô chú. Thì không biết là chỗ thợ khoan là chỗ nào hả cô Tư? Thợ khoan á, khoan ở đâu á cô? Cho mấy chị em con ra xem nha. Cô chú dẫn con. Cái ống nước á, cái ống á. Dạ. Con gửi tấm bảng xíu. Cô chú mình đi nha. Làm mới về chắc mệt lắm hả cô? Thấy chú mệt hết rồi kìa. Dạ. Đi cấy lúa cô. À, thợ khoan ở đây. Cái chỗ này đi vô cũng dễ dàng hả cô? Dạ. Xài nước khỏe lắm, nước thì tâm hả? Còn mua tưa ở đâu cô? Tưa nằm đây nè. Mình lên luôn chị ơi. Lên đây chợ, lên đây mấy cô ơi. Nước trong xanh luôn. Mua tưa ở đâu cô? Dạ, nằm nước kìa. Rồi cái đồ gắn lại đó cô. Cái mua tưa để ở dưới đây là cũng an toàn rồi hả cô? Không có sợ. Không dám để ngoài, ở đi bằng đó. Dạ. Nè cô, nước ra tôi vô. Ủa, cái chỗ này là chỗ cô rửa chén hay chứ ở ngoài kia nó mà cô Tư? Rửa chén ngoài. Cô Tư ra ngoài kia bơm đi ha, để ướt nhà cô Tư á. Dạ. Mình cho ra đây cái thùng được không? Có cái thùng, cái thao thì cô Tư xài hàng ngày không cô? Mình lấy cái thùng đó được không cô ạ? Cái thùng đó cô. Có cái thao luôn rồi. Rồi cô Tư cầm đi ha, để con chú con kêu chú. Nè cô Tư cầm đi để cô Tư vui. Dạ. Dạ. Với cô quá xa là ở đây giúp cũng ơn dữ trần. Không nghe cô xài được mấy bữa rồi hả cô Tư? Làm rồi với cô xài liền đó. Cô Tư thấy nó trong, nó sạch không? Trong xanh nè. Tôi xích xuống nhà cô để nó ướt mình cô. Gắn chung Tư. Dạ rồi chú Tư ơi. Wow. Nước trong quá ha cô Tư. Nước trong lắm. Trong mà sạch ơi là sạch luôn. Khác với nước sông bữa cô xách nhiều ha. Ở dưới xách lên mà mới không thèm. Dạ. Có nước luôn một cái nha. Ở giữa đi. Giữa nước hai mét thôi. Sạch ghê luôn á cô, nước này cực kỳ trong luôn á. Trong dữ lắm. Dạ, không có hơi luôn. Dạ rồi chú Tư ơi. Dạ, nó không có gì hết trơn á, trong mà mát lắm chị. Rồi, cô Tư để xuống mình ra trước xíu ha cô Tư. Dạ. Cô Tư ra đường này, con ra đường này nha. Cô Tư chưa tắm rửa nữa. Mới đi động gì vậy? Dạ. Dạ. Tới một cái đi làm cũng tùy. À. Nước trong lắm chú Tư ơi.
có nước sạch rồi cũng mừng, cũng đỡ một khổ sắc. Ngồi đi cô Tư ngồi đi. Cô Tư xích vô với chú đi nha. Xích vô đây nè cô Tư. Cô Tư xích vô. Dạ. Cô Tư vui không cô Tư? Vui. Con chú thì sao? Xà khỏe quá à. Có nước sạch rồi, cái khỏi sạch được. Dạ. Yeah. Cô có khi nào đi đường này ghé không chơi ha? Dạ. Dạ, có khi nào tụi con đi đường này tụi con ghé thăm cô nha. Bây giờ là cô chú làm về chắc cũng không phải xuống sông sách nữa ha cô chú. Mình bơm lên mình tắm rửa rồi nó dễ mà đỡ gì đâu á. Đỡ dữ lắm. Dạ. Chứ đợi cô chú đi cấy về mệt rồi mà còn xuống sông xách nước lên nữa. Chắc là cực. Còn cực nữa, chợt xách chợt lên xuống nữa, trời mưa. Dạ. Sắp vô tháng mưa rồi mà xách gì chắc cũng cực lắm á cô chú. Là cô chú sử dụng nước sông hồi trước đến giờ luôn hả? Từ trước tới giờ. Dạ. Có khi rồi có tới mùa dịch tới rồi cái nước đâu có sạch đâu, xách lên lông phèo mà. Dạ. Nước xài cũng không được ấy nha. Giờ là có nước thì đỡ ha cô chú. Có cái giá bây giờ nó khỏe rồi. Tắm ở trên nhà, tắm trên sân nước. Tắm nó khỏe. Dạ. Cô chú đã sử dụng cho việc nấu cơm rửa chén gì chưa? Có hết trơn nè, xài mấy gài đó. À xài mấy gài luôn. Dạ. Cô có uống thử chưa cô Tư? Có nấu có. Nước có uống rồi. Dạ. Cô chú thấy nó có khác gì nước lọc không? Nó cũng vậy hả? Dạ, nó cũng vậy luôn. Vậy là quá tốt rồi, vậy là cô chú chắc cũng đỡ tốn cái tiền nước ra ha cô chú. Cô chú có cho con cái của chú hay chưa? Chưa. Chưa. Cô chú nói với con chắc là con của chú cũng mừng giúp cho cô chú nữa đó. Đi mặn sai lắm, mặn tuốt mà dương tới Tết mà có gì à. Dạ. Rồi có hay gửi tiền về cho cô chú không? Có, lâu lâu gửi lần vậy đó. Ở nhà mặn kiếm tiền thêm sai. À, mà kiếm tiền thêm là cô chú ngày nào cũng đi cấy hay sao cô chú? Cấy chừng cái tuần lễ nữa rồi đồng cái nghỉ rồi đó. Nghỉ là mình ở không hay sao? Không rồi đó. Mình ở không khoảng mấy tháng mình mới vô nữa làm nữa hả cô? Mà tới chừng lúa nó có lồng đồng đó, ta có dạ. có cỏ mới nhổ được, không có cỏ thì cũng có không à. Dạ, kinh tế cũng khó khăn hả cô? Khó khăn. Dạ. Nhưng mà thôi thì dù gì hôm nay cô chú cũng đã có được một cái giếng nước sạch rồi. Thì cũng đỡ ra phần nào cho cô chú lúc mà đi làm về mệt đó. Tại cô chú cũng lớn tuổi rồi đó. Thì tụi con chúc mừng cô chú nha. Hôm nay tụi con đến thăm cô chú thì cũng có một cái tấm bảng để cho cô chú làm kỷ niệm nè. Thì con xin phép đọc lên nha. Được sự hỗ trợ của Mạnh Thường Quân đó là hai bác Mỹ Thu tặng cái giếng khoan số 2 cho cô chú. Thì... thay mặt Mạnh Thường Quân cũng chúc cho cô chú có thật là nhiều sức khỏe nha. Và sử dụng nước rồi thì mình sẽ phấn đấu làm ăn hơn nha cô chú. Dạ. Cô chú, hai bác Mỹ Thu hỗ trợ cho cái giếng cho cô chú là với số tiền là 4.500.000 đồng cho một cái giếng. Cô chú có muốn nói gì với hai bác không cô chú? Dạ, nó cảm ơn là được rồi cô chú. Có được cái giếng nghe xài được cái sạch rồi cũng cảm ơn. Cảm ơn hai cô. Dạ. Mà cảm ơn chừng nào xuống lỗ luôn thôi đó hai cô. Dạ. 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 Chúc sức khỏe của cô chú nha. Chúc cô chú nhiều sức khỏe nha cô chú. Dạ. Chào cô chú nha. Chào cô chú nha. Hai cô với chú có đi